Xin chào tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đỗ Ngọc Sơn. Mọi người biết đến với nickname của mình là GB Du. Hiện tại Du đang làm một stylist tại Hà Nội. Có lẽ thời điểm mình quan tâm đến phong cách mặc là bắt đầu lúc mình lên đại học. Bởi vì mình thi vào trường thiết kế, khoa thiết kế thời trang, cũng muốn là thể hiện cái cá tính của mình so với các bạn đồng trang lứa để thể hiện mình cũng có một cái tố chất gì đấy về thời trang. Ban đầu mình bị ảnh hưởng khá nhiều phong cách của anh G-Dragon, tức là nhóm trưởng của Big Bang và một trong nhóm nhạc mình cực kỳ yêu thích. Và sau dần đấy thì mình bắt đầu tìm tòi qua quá trình học hỏi, tích lũy thêm cái khả năng của mình về xu hướng rồi mix and match trang phục. Thì mình cũng xây dựng cho mình cái phong cách riêng. Mình chọn cho mình màu sắc khá nổi bật, đó chính là màu đỏ. Mình thì theo một cái xu hướng nhất định, nhưng mà có thể biến hóa linh hoạt khác nhau. Phong cách trang của mình thì mang cái cảm hứng từ unisex, tức là những cái món đồ của mình thì mình có thể lựa chọn từ những cái shop đồ trang nữ, thời trang nam, hoặc là những cái trang phục nó mang cái tính chất trung tính. Còn cái cảm hứng trong cái phong cách của mình nó đến từ cái cảm hứng nghệ thuật futuristic, tức là mình hướng đến cái sự hiện đại trong trang phục và luôn luôn trendy, nó hướng đến một cái gì đấy rất là tương lai. Để xây dựng cái phong cách thời trang như mình hiện tại thì không phải là một tháng hay hai tháng, mà nó cả một quá trình mình đã tìm tòi, mình học hỏi. Sau đấy thì mình tự khám phá bản thân mình và tìm ra cái điểm riêng trong chính con người mình, cái cá tính và cũng như cái thẩm mỹ riêng của mình để mình xây dựng cái phong cách này. Những cái set đồ đối với mình thì khi đi chơi, khi đi làm, khi đi sự kiện nó sẽ khác nhau một chút. Đối với những set đồ mà khi đi làm thì mình ưu tiên những cái set đồ nó mang cái tính chất là sporty và chic, nó khá là năng động, khỏe khoắn và thoải mái, giúp cho mình chuyển động cũng như cách mình hoạt động trong công việc nó thoải mái hơn. Đối với set đồ thứ hai, đó chính là set đồ khi đi tham dự những cái sự kiện của mình. Mình sẽ chọn một trang phục nó phù hợp với cả yêu cầu của ban tổ chức sự kiện, hoặc là cách khác mình sẽ chọn một trang phục nó phù hợp với cá tính của mình. Với tư cách theo đuổi nghề nghiệp là một fashion stylist thì mình cảm thấy cái phong cách cá nhân của mình nó rất là quan trọng, bởi vì mình là người đi định vị hình ảnh cho người ta. Thì trước tiên muốn để cho khách hàng tin vào bản thân mình thì mình phải để cho khách hàng thấy mình cũng đẹp bằng cái chính phong cách của mình. Về cái phong cách cá nhân, nó cũng chính là cảm hứng để cho mình có thể làm việc và sáng tác thêm nhiều sản phẩm. Mình có một lời khuyên khá là dí dỏm, đó chính là các bạn hãy chọn cho mình một thần tượng về thời trang để noi theo. Có một câu nói rất nổi tiếng của nhà thiết kế Joji Yamamoto, đó chính là hãy cứ copy, copy và copy, và tận cùng của sự copy đó chính là bản thân bạn. Cuối cùng bạn sẽ tìm được chính bạn trong cái phong cách đấy. Mình hy vọng sau khi các bạn theo dõi chương trình này thì các bạn có thể tìm cho mình một phong cách thời trang phù hợp với bản thân mình, và các bạn hãy cứ đam mê và là chính mình.